Kính thưa quý vị, Hoa Kỳ giành cúp vô địch tại giải Roller Derby Thế giới, tin từ Birmingham, Anh Quốc. Mới đây, Hoa Kỳ đã chính thức trở thành nhà vô địch của giải World Cup bộ môn Roller Derby năm 2014. Sau 3 ngày thi đấu gian khổ tại Birmingham, các vận động viên của Hoa Kỳ đã đánh bại đội tuyển Anh với tỷ số áp đảo là 206-71, chính thức giành được cúp vô địch Roller Derby lần đầu tiên trên thế giới. Xếp sau đội tuyển của Hoa Kỳ và Anh, Canada đã phải dừng lại tại vị trí thứ 3 sau khi đánh bại đội Pháp với tỷ số 196-111. Trong khi đó, Úc cũng đã vượt qua Wales với tỷ số xuất sao là 201-200 để giành lấy vị trí thứ 4. Được công nhận chính thức bởi Hiệp hội Roller Derby dành cho nam giới, tổ chức quốc tế của bộ môn Roller Derby. Giải đấu vừa qua tại Anh chính là giải vô địch World Cup đầu tiên theo sau phiên bản dành cho nữ vào năm 2011. Theo quy định hiện hành, một đội thi đấu Roller Derby sẽ được tạo thành từ 5 cầu thủ, trong đó bao gồm một cầu thủ ghi bàn được gọi là Jammer và 4 cầu thủ vòng về. Điểm số của mỗi đội sẽ được ghi bởi Jammer và được tính bằng tổng số cầu thủ đối phương mà anh ta có thể vượt qua trong một vòng sân. Được sáng tạo trong những năm 30 của thế kỷ trước, Roller Derby đã nhanh chóng trở thành một bộ môn thể thao giải trí phổ biến, được tách ra từ hình thức sơ khai là những cuộc đua thử thách về sức bền. Bộ môn thể thao này đã bắt đầu hồi sinh trở lại vào đầu những năm 2000 với sự xuất hiện của một cuộc thi dành cho các đội tuyển nữ ở Hoa Kỳ. Hiện nay, Roller Derby đã được phát triển rộng trên khắp toàn thế giới với hàng loạt các giải đấu quốc tế dành cho cả nam và nữ. Theo sau thành công đầu tiên của giải vô địch Roller Derby nam nói trên, các nhà tổ chức hiện đã lên kế hoạch cho các giải đấu tiếp theo trong thời gian tới. Trong khi đó, các đội tuyển nữ cũng đang gấp rút tập luyện, chuẩn bị tham gia mùa giải vô địch tại Dallas vào cuối năm nay.